Mô hình trường học giảm rác thải nhựa hay trường học xanh do vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF Việt Nam đã triển khai đến 9 trường tiểu học và trung học cơ sở với 3.600 học sinh và 360 giáo viên tham gia. Thông qua những buổi học ngoại khóa, các em được tiếp cận với những kiến thức bổ ích như thế nào là nhựa dùng một lần và thế nào là rác thải nhựa. Đặc biệt, cách nhận biết và phân loại rác thải để tái chế, tái sử dụng cũng là những điều tạo được sự chú ý của các em để từng bước hình thành thói quen trong bảo vệ môi trường. Là rác thải nhựa là nó không tự phân hủy mà nó phân rã từ những cái hình thái lớn, phân rã ra những thái nhỏ cho đến khi là những cái hạt rất là nhỏ. Hướng dẫn cho các em mục đích là nhận biết về cái tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và tạo cho các em là ý thức hơn trong vấn đề mà sử dụng rác thải nhựa. Qua các hình ảnh trực quan sinh động từ tranh vẽ và mô hình sa bàn tái hiện quá trình hình thành rác thải nhựa, các em sẽ hiểu rõ hơn về khái niệm rác thải nhựa là gì, cách chúng xâm chiếm vào đại dương và chúng ta cần làm gì để xử lý chúng. Ngoài ra, các em còn được thực hành một nhiệm vụ xanh là hoạt động đi chợ quen thuộc. Mỗi bạn sẽ lựa chọn các vật dụng thay cho túi đựng bằng ni lông hay đồ nhựa, đặc biệt là biết bỏ rác đúng quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh. Khi mà các em được tham gia cái câu lạc bộ này thì trước hết là cái cảnh quan ở trường, rõ ràng là mình có thể thấy được cái sự thay đổi rất rõ là rác đã bị, có nghĩa là các em phân loại và để đúng quy định, cho nên là cái cảnh quan ở trường nó sạch sẽ trước hết. Còn cái diện tích mà ở nhà các em thì rác thải này kia nó cũng không còn tồn tại nhiều. Tham gia với các trò chơi mà được ban tổ chức cho các em chơi đó là em có được rất là nhiều điều ạ. Em học được rất là nhiều điều. Đó là em có thể là phân biệt được 4 cái loại rác khác nhau và nó rất là giúp ích được cho em có thể bảo vệ, góp sức để bảo vệ môi trường. Việc thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh sẽ dẫn đến thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng. Bởi các em, bằng thói quen và hành động thực tế trong việc hạn chế rác thải nhựa, có thể tác động trực tiếp đến những người thân trong gia đình, từ đó lan tỏa ra bên ngoài. Phú Quốc đang triển khai đồng loạt nhiều chương trình dự án giảm thiểu rác thải, nhất là rác thải nhựa, có sự tham gia của các ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.